bạn nam. Ngồi đi bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên hàng rào và quý vị khán giả. Rồi, em tên là em. Nguyễn Xuân Hòa, lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua quận mấy? Dạ ở quận 11 ạ. 11 qua làm gì? Dạ em làm mở một công ty về thực phẩm và nông sản. Nói chung là mình làm thương mại. Tức là Hòa giám đốc luôn á hả? Dạ. Mời em gái giới thiệu. Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bạn đằng ấy. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang hiện diện tại trường quay và đang theo dõi chương trình trên màn ảnh nhỏ. Em tên Dung, họ tên đầy đủ là Phạm Thị Dung. Năm nay 30 tuổi, em đến từ Đồng Nai, hiện đang công tác tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Là trường nào em? Dạ, em công tác tại trường đại học Hoa Sen ạ. À, Hoa Sen. Hoa Sen. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của hai bạn là gì nè? Dạ, em xin nói về nhược điểm trước. Tính em hay suy nghĩ và đôi khi dễ bị mất bình tĩnh. Còn về ưu điểm thì em thuộc tiếp người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn, nghị lực và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu là em sẽ kiên định theo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra thì em có sở trường viết lách ạ. À, nghe tôi nghĩ đau đài phát thanh thì khác. Em thấy tính cách của bạn đó cũng giống với tính cách của em. Dạ, thì nhược điểm của em thì cũng lâu thì hơi nóng tính thôi. Nếu mà mình đã thích công việc thì mình sẽ đam mê và cố gắng làm cho nó hoàn thiện. Có cái tật xấu gì không? Về nhà thì em hơi lười chút. Tình trường của hai bạn thì sao? Bắt đầu phát thanh. Dạ, em đã từng trải qua hai mối tình. Gần đây nhất là được hơn 3 năm ạ. Em chia tay cách đây hơn 1 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Thực ra thì em đã cho anh ấy rất nhiều thời gian và cơ hội. Nhưng mà anh cứ hờ hững và vô tâm quá. Cho nên em đành phải quyết định dừng lại ở hai chữ gian dở. Trời ơi, sao nghe nó thiệt hay thiệt. Tưởng đâu biên tập của chương trình. Giọng nó dễ thương quá anh. Dễ thương? Dạ. Ơi, ấn tượng lắm á. Cái này mình nói theo cảm xúc hay mình có soạn ra trước vậy em? Khi mà em đi dạy á, thì cái tính của em như vậy nó quen rồi chị. Dạ. Rõ ràng mạch lạc ha. Em cứ nói thế em. Lớp lan. Em cứ nói thế hay đấy. Dạ, à. Cảm ơn anh. Rồi, bạn trai. Dạ, em thì cũng trải qua ba mối tình. Mối tình mà sâu động nhất là ở thời đại học. Em quen được một năm thì em nói chia tay. Tại em muốn về cái sự nghiệp của mình trước. Bây giờ thôi, mình có sự nghiệp rồi đúng không? Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị lấy vợ đi nha. Dạ. Mẫu người của em thì kiếm một người bạn gái, tóc dài một chút, biết quan tâm chăm sóc gia đình, biết chia sẻ. Nhưng mà ngoại hình thì sao? Vừa người, đừng mập quá. Còn với em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh Hòa ơi, em theo đạo Thiên Chúa đó, không biết là anh có theo đạo không ạ? Mình cũng có đạo em. May quá. Hay quá. Lo mình nhất quá. Người đó đó. Ngoài ra em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn 50 năm có. Trời ơi. Bắt đầu. 50 đó là không lăng nhăng, gia trưởng, vô tâm, ki bo và ích kỷ. Cái đó thì anh đáp ứng được ạ? Dạ, về tiêu chuẩn năm có đó là có ý chí, chính trực, sống có trách nhiệm, chín chắn và hoạt bát. Mình nghĩ là mình đáp ứng được. Dạ, chị cũng nghĩ là anh đó được đó. Nói chung là 10 có đó, đủ 10 luôn hả? Tại vì dạ bên đây một 8 thôi anh. 8 có hả? Dạ. Chị tưởng đâu cái gì khó lắm chứ còn cái chuyện đó thì dễ. Dạ, dạ chào chị. Dạ, bây giờ chừng nào mà đám cưới được nè? 6 tháng đến 1 năm. Hiện tại là mình có phải làm dâu không em? Không cần phải làm dâu cũng được ạ. Ủa sao vậy? Ba mẹ mình sống ở đâu? Ba mẹ em thì sống ở Tây Ninh, không có quan trọng vấn đề là làm dâu hay không. Rồi mình có nhà riêng chưa? Chỉ thiếu có một cái thôi, cái khóa cửa. Mà hy vọng là hai đứa về nhau mua cái khóa cửa thì gia đình hạnh phúc. Rồi vậy quá tốt rồi ha. Cái điều gì mà em thật sự em không thích ở người vợ tương lai của mình? Nói chung là tình nhiều chuyện quá. Em sợ là em chia sẻ với vợ xong rồi nguyên cả xóm biết hết á gì. Dạ chính xác đó chị. Không có đâu em. Em yên tâm đi, tại vì cô này là thấy một người phụ nữ rất là chuẩn mực. Dạ. Mà có vẻ hướng nội, đó là gia đình. Đâu đó trật tự nề nếp đàng hoàng. Dạ. Thì em cũng là một người của gia đình. Rồi, cảm ơn bạn. Được. Cảm hợp lý. Để anh Quang coi giáo án bình đàn gái coi sao. Dạ. Đang soạn mấy trang nữa nè. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Anh trai bên đây là Bình Dị đó. Dạ. Anh nghĩ rằng rất thật thà, kỹ càng quá. Em có sợ là chồng em gọi là trách không? Dạ không đâu anh ạ, không ai là hoàn hảo cả. Cho nên là điều quan trọng là mình biết chấp nhận nhau và biết vì nhau mà thay đổi. Hôm nay anh nghĩ rằng hai bạn bổ trợ cho nhau rất là nhiều.
Dạ. Rồi em cũng dễ thương nhẹ nhàng ha. Cảm ơn về anh. Nhớ soạn cho anh dài cái giáo án nha. Có từ từ chút soạn cho. Rồi rồi bây giờ mình đi với người thân, mình đi với ai nè? Hôm nay em đi với một người mà rất là ủng hộ em tham gia chương trình, đó là anh rể. Ngoài ra thì có 4 anh chị em ruột, một số người bạn thân và đồng nghiệp ạ. 4 anh chị em ruột nữa, anh rể nữa, là bạn nữa, đông quá vậy. Nói chung này khóa cửa đi. Đưa tay lên cho coi cho bạn nhà gái. Wow. Rồi bây giờ xin mời đại diện bên nhà gái đi ạ. Chào anh Quỳnh Linh ạ, chào chị Cát Tường và toàn thể các quý vị khán giả có mặt trường quay. Em tên là Phạm Văn Bằng, em là anh trai ruột của bé Dung. Em gái em thì em rất là hiểu tính, thì bé rất là chu toàn và lo cho bố mẹ và gia đình, và đã quyết tâm làm một cái điều gì là làm cho bằng được. Có khả năng là ví dụ như mai mà thi thì có thể thức trắng đêm để đèn sách. Khuyết điểm của bé thì về thể thao văn nghệ thì cũng hạn chế. Về bên bạn nam thì thấy anh rất là con người rất là phóng khoáng và cởi mở, biết lo cho gia đình, và anh bảo là lười cái công việc nhà cái đấy, thì em nghĩ là lập gia đình về thì cái đó mình có thể siêng lên, có con có cái tự nhiên là mình siêng lên. À, cái điều mà em rất là mừng rỡ đó là hai bên gia đình đều có đạo, và cái cảm giác đầu tiên thì em cũng thấy là anh là một cái bờ vai vững chắc, một người đàn ông có thể lo lắng cho được gia đình. Hạn chế của anh là nóng tính, có thể kiềm chế lại được. Thì em gái của em thì sống rất là nội tâm và sâu sắc. Thì người ta thường nói là chồng giận thì vợ phải nguôi, mà cơm sôi nhỏ lửa thì chẳng rơi hạt nào. Và trong tình yêu thì người ta cũng nói là tình yêu thì đôi lúc là có giận, có hờn, có ghen, có ghét, có buồn, có đau. Mà giận hờn là để hiểu nhau chứ không phải để ghét nhau suốt đời. Cho nên là người này có khuyết điểm của anh cũng có thể là bên em gái có thể bổ trợ. Và bên cái khuyết điểm của em gái là sống nội tâm sâu sắc, và anh cần một người là kín tiếng thì cũng có thể là san sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thì em thấy là hai bên rất là hợp. Và nếu được thì nên cho nhau một cái cơ hội. Vì hai bạn đến với nhau như thế này cũng là một cái duyên. Vì trên thế giới này rất là nhiều người, hàng triệu, hàng vạn, hàng tỷ người, mà tại sao là vẫn là hai bạn? Và đó là một cái duyên. Cái duyên mới gặp được chứ không phải là đơn giản mà gặp được đâu anh ạ. Vâng, thì khi đã có một cái duyên là chúng ta cho nhau một cái cơ hội để gặp nhau. Và nếu được thì trong một ngày không xa, hy vọng là anh sẽ nhận được thiệp hồng của hai em. Và chúc em, hai em là tình yêu sớm đâm hoa kết trái. Và chúc hai em thành công. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hay quá. Em gái anh trai cũng hay luôn. Hai người hai giáo án khác nhau. Dạ. Rồi. Giờ rồi qua nhà trai coi sao nha. Dạ, hôm nay thì đi có hai chị gái. Chào chị. Chào dạ. Chị. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả. Thì em là chị thứ ba của Xuân Hòa. Đối với em trai của em thì nhà rất là hòa đồng, vui vẻ. Từ nãy giờ có trao đổi với cô bạn gái ở đây là cũng cùng ngành với mình. Mình cũng là giáo viên. Thì hy vọng là nếu như mà hai đứa mà có cái duyên với nhau á, mình về sống chung thì chị em mình cũng hợp với nhau trong cái ngành đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy là thấy hai bên nãy giờ hợp lý rất là nhiều ha. Dạ. Cả nhà người ta đi hết luôn, bữa nay là cả xóm đóng cửa, khóa cửa lên rồi đó. Ủng hộ 100% tuyệt đối luôn. Chúng ta bắt đầu mở rào. Anh có món quà, cái này thì anh hy vọng nếu mà chúng ta tiến đến với nhau, tình yêu hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, mặn nồng như những viên sô-cô-la này. Em cảm ơn anh ạ. Bữa này gì đây, không phải quà cho ảnh hả? Dạ, để xíu nữa chị ạ. À, xíu nữa mới tặng. Dạ. Quà phải có đúng lúc, giáo án tới đoạn tặng mới tặng chứ. Dạ, em xin được hỏi anh trước ạ. Anh rồi. Quan niệm như thế nào về tình yêu và về hôn nhân ạ? Tình yêu và hôn nhân thì quan trọng là giữa hai người mình đã hợp với nhau, tiến tới với nhau, thì sẽ chia sẻ tất cả những nỗi buồn, niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Coi như nhiều khi mình gục ngã thì người đó sẽ cố gắng động viên mình lên. Trong tình yêu và cả cuộc sống hôn nhân sau này nữa, ngoài những điều anh nói thì rất cần sự kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Đó là trung tín, tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Cô này có nhiều chữ quá ta. Ở đây cuối còn chữ nào? Thì em thấy trong cái 40 chữ đó thì anh có đáp ứng được cái những cái vấn đề gì của đó của em hay không? Dạ, em thấy từ nay đến giờ thì anh là người có trách nhiệm trong công việc và có chí cầu tiến. Thì đây là một trong những điều em đang kiếm tìm ở một nửa còn lại. Em đánh giá rất cao ạ. Quan điểm sống của em đó là hãy cứ từ từ mà sống. Em không có vội vàng để mà chọn vội cho mình một người để khỏa lấp nỗi cô đơn đâu. Em sẽ tìm cho mình một trái tim có cùng nhịp đập. Ở đó biết quan tâm, chia sẻ, biết hy sinh, vun vén, xây đắp cho hạnh phúc của nhau.
và luôn sẵn sàng cùng em đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Không biết là anh có sẵn sàng với những điều này không ạ? Thì nếu mà em đã chấp nhận chia sẻ thì anh cũng sẽ chia sẻ. Có thể thì anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Không biết vấn đề dạy học của em á, thì rảnh trong thời gian nào? Dạ, thường thì em hay rảnh vào cuối tuần ạ. Nếu mà ưu tiên cho nhau thì em vẫn cố gắng sắp xếp ạ. Tới khúc tặng quà cho em. Dạ. Chưa hả? Dạ, tất cả những tâm tình muốn nói thì em đã trao trọn trong tấm thiệp này. Xin được gửi tặng đến anh. Rồi, cảm ơn. Kỳ lắm, phải đúng lúc rồi thấy được mới tặng, chứ không được là chưa tặng đâu. Cái này có mở ra đọc được không em? Dạ được ạ. Đọc đi em, đọc đi. Dạ thầy Đức Bà đó anh. Người lạ ơi, gặp được nhau đã khó, trân trọng và giữ được nhau lại càng khó hơn. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta có cơ hội được gặp nhau. Mong rằng chữ duyên sẽ song hành cùng chữ phận. Bởi lẽ duyên này do bạn muốn hẹn hò tạo, phận là do người chọn, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối hành trình tìm hiểu một cách nghiêm túc và chân thành. Người lạ ơi, rồi cảm ơn em. Dạ. Dạ. Dạ, tấm thiệp này có in hình ngôi thánh đường. Hy vọng đây sẽ là điểm đến cho cả hai vào mỗi cuối tuần về. Và thánh đường sẽ là nơi minh chứng cho một tình cảm đẹp nếu được triển nở, được Chúa chúc lành thánh hóa. Trời, cô nói hay quá ta. Dạ. Nói giống như là rót mật vô tai vậy đó. Nghe mà muốn nghe thêm á anh. Hả? Còn cái dạ. này cái dạ. này là đoạn khác hả em? Dạ không, đến với chương trình thì em chuẩn bị hai tấm thiệp với hai nội dung khác nhau. Hả? À. Tức là trong trường hợp mà tặng cho người có đạo hoặc không có đạo á, tại vì em không có biết là chương trình sẽ sắp xếp cho mọi người như thế nào. Có nghĩa là anh cổ ưng. Cái này là rất trân trọng khi mà anh nhận cái thơ đó, anh rất muốn lấy cái này không? Không. Dạ thôi, không phải lấy luôn. Cái này để tôi thôi. Dạ, em rất là cảm phục trước tình cảm của bố mẹ. Bởi vì trong những lúc khốn khó nhất thì hai người luôn hướng về nhau và nghĩ cho nhau. Và đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin được chia sẻ về một cuộc hôn nhân ạ. Rồi, mời em. Có hai ông bà sống với nhau đã gần 50 năm. Cuộc sống hôn nhân tuy có nhiều khó khăn, bất trắc, nhưng hai ông bà luôn vun vén, đồng lòng nuôi dạy các con nên người. Một ngày kia, ông bị tai biến và phải xa bà một thời gian dài để điều trị bệnh. Thương ông, bà chỉ biết nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho ông. Trong một lần đến nhà thờ, không may bà bị tai nạn, nằm cấp cứu miên man, lúc mê, lúc tỉnh, bà thì thào: đừng nói cho ông biết, vì bà sợ sức khỏe của ông sẽ suy sụp. Đêm hôm ấy, dù không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng ông vẫn cứ trăn trở mãi, chẳng thể nào ngủ được. Và rồi mọi biến cố cũng qua. Sau một thời gian điều trị bệnh, ông bà trở về tổ ấm trong niềm vui mừng vô hạn. Ông nắm chặt tay bà thì thầm: tớ với mình tình nghĩa vẫn sắt son, vầng tim vẫn thủy chung, trọn cho đến hơi thở cuối cùng. Em xin hết ạ. Một dòng đọc ấn tượng quá. Một câu chuyện rất là cảm động ha. Chuẩn bị đến giây phút rất là quan trọng nha. Đây có phải là người để chúng ta cùng đi suốt cả cuộc đời còn lại hay không? Nhắm mắt lại, kiểm tra lại nha. Có nhắm thì nhắm, bấm thì cũng bấm. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Giữ lấy bạn. Nắm tay nhau đây hai bạn. Chàng trai và cô gái đã có 10 có và 2 bờ. Bờ gì? 2 bờ gì? 2 bờ là 2 bấm á. À. Xin gia đình mình làm cái nhiệm vụ của bạn mới hẹn hò đi. Chào tất cả bên gia đình. Thì em rất là vui khi là bạn gái đã bấm nút chọn em. Thì em hứa nếu mà em còn sức khỏe thì em sẽ cố gắng lo cho bạn gái đến hơi thở cuối cùng. Hay quá. Xin hôn. Xin hôn. Dạ. Không biết bên gia đình mình hôm nay em hôn bạn gái ở đây có được không ạ? Anh cứ thoải mái ạ. À, thoải mái ạ. Dạ. Vậy em xin phép ạ. Thế tự nhiên. Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Duy Bách, 19 tuổi, sinh năm 2003, hiện tại bây giờ em đang làm việc và sinh sống ở Đồng Nai.
công việc của em hiện tại công việc của em là làm tại quán cà phê. Em bưng bàn hay là sao? Là em là nhân viên bồi bàn. Em nói một chút điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh của em là chuyên làm việc ở trên máy tính và chuyên sử dụng bao cầu lông và đá bóng. Rồi bây giờ là rồi bạn tiếp tục chia sẻ đi. Bạn điểm yếu của em là không mạnh về khoản hả? Điểm yếu của em là không mười chín tuổi là mình tốt nghiệp cấp 3 chưa nhỉ? Hiện tại em tốt nghiệp cấp 3. Rồi thì sao mình là học trên Lào Cai luôn, quê ở Lào Cai luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Thế là đã từng yêu ai chưa? Có từng có mối tình nào chưa? Trẻ như này thì sao thì phải lên bạn muốn hẹn hò tìm người yêu đây? Đây, tại em chưa có trải qua mối tình nào. Chưa trải qua mối tình nào thế là tự chủ động đăng ký tham gia chương trình hay là ai đăng ký hộ? Em chủ động tự tham gia đăng ký. Rồi, chương trình của mình thì là ghi hình ở Sài Gòn. Thì nếu mà bạn được vào vòng trong thì có thể bay vào Sài Gòn để tham gia được không? Dạ, được ạ. Được đúng không? Thế thì tiếp tục là gu bạn gái của bạn là như thế nào? Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương ai là vì lý do gì? Cô bạn gái của em có thể là hiền lành, chăm ngoan và không cần chuẩn về ngoại hình, là chỉ cần chăm ngoan và hiền lành là được. Chăm ngoan hiền lành, tuổi tác thì như thế nào? Yêu các chị nào thì có được không này? Thiện về tuổi tác là có thể hơn em là trong khoảng 5 tuổi. Và để bạn nó tuổi hơn thì em hoặc là kém em 1 tuổi. Ví dụ các bạn ở xa, ở tận trong miền Nam chẳng hạn thì có tìm hiểu được không? Hay là phải loanh quanh khu Lào Cai thôi? Nếu mà Hà Nội thì sao? Về vấn đề đó là Hà Nội đi. Vâng, em có thể lấy được, có thể tìm hiểu ở Hà Nội cũng được. Ví dụ mà bạn nữ ở Hà Nội thì mình có sắp xếp công việc hay như thế nào để xuống Hà Nội, chứ còn Lào Cai xuống Hà Nội cũng hơi xa, tìm hiểu cái gì được? Về đây đấy thì kinh tế em thì em giải quyết được, và em có thể lấy được một cần ở Hà Nội thì và em lấy được, thậm chí xa em có thể về đó và tìm hiểu với bạn gái được. Nghĩa là mình không quan trọng cái vấn đề xa gần đúng không? Nghĩa là thích đúng không? Dạ vâng. Vâng ạ. Còn mình có sở trường gì không? Mình có gọi là chơi thể thao hay là có hát hò gì được không mình? Hiện tại em sở trường của em là về thể thao, là về đánh cầu lông. Còn về điểm yếu của em là em không có khả năng có thể hát hò được. Thì em cũng giọng em nó cũng hay và em không thích hát. Không thích hát luôn. Vâng. Rồi, ok. Thì chương trình hôm nay là casting vòng đầu tiên. Nếu mà mình được chọn vào vòng ghi hình thì chương trình sẽ chủ động liên hệ lại với bạn để làm nội dung một cách cụ thể hơn, kỹ hơn. Rồi vâng. Cảm ơn bạn ngày hôm nay tham gia casting với chương trình nha. Vâng. Rồi, chào bạn. Vâng. Dạ, phỏng vấn của mình là xong rồi, bạn mất đỏ rồi cuộc gọi giúp bên chương trình nha. Ngày 1/4/19 quê quán là Cà Mau, phía Nam Cà Mau. Tại em sống ở Dương, công việc tại của em là về bên công ty sản xuất camera của Hà Nội. Em mở tiệm hay sao nhỉ? Sao không? Em mở tiệm hay là em làm cho người ta? Em làm công ty sản xuất camera.
Rồi em nói về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em. Chủ động chia sẻ giùm chị nha, đừng chờ chị hỏi nha. Điểm mạnh của em thì điểm mạnh của em là chơi thể thao và du lịch. Điểm yếu là nó ăn được no. Còn về đường tình duyên thì mỗi người mà em không muốn thì chỉ còn người đó chứng thuận và hợp đồng là được. Không yêu cầu về ngoại hình, không yêu cầu tuổi tác và không yêu cầu chung tinh thần. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m62. Không yêu cầu tuổi tác, rồi là lớn hơn em 10 tuổi được không? Lớn em chắc chừng trong giờ ở cho trong từ 94 được xuống là được chị. Rồi hồi xưa giờ được mấy mối tình? Xưa giờ em được một mối tình. Chia tay cách đây cũng được 2 năm. Từ lúc đó đến giờ em chưa có tình được thực hiện nhất. Lý do tại sao em? Vì do công việc của em thì đi làm suốt nên không có thời gian. Nhưng mà học không có thời gian thì đi cà phê với bạn bè. Nên là chưa tìm mò được ở khu vực nhất. Giờ đến đây em nhận được việc giúp em. Rồi em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không? Múa gì được không? Em thì em quen thì chơi thể thao nữa, nên có bóng chì nữa chị. Bóng chì nữa. Ok, rồi được rồi, cảm ơn em. Rồi, nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại, trao đổi thêm với em nha. Sao mà em mới nhận được đó? Đã một cái nha. Rồi, mời em giới thiệu bản thân. Dạ, em tên là Hồ Vĩ Chiến. Dạ, em tên là Hồ Vĩ Chiến. Dạ, quê ở Nghệ An. Năm sinh, năm sinh bao nhiêu? Năm nay em 1995. Rồi công việc em làm ở nhà. Chị em muốn lên chương trình để mà kiếm bạn gái để mà mình vui với nhau hơn. Công việc em làm ở nhà. Dạ. Công việc em làm điện nước chị ạ. Em làm công hả? Dạ, em làm công cho chủ đầu tư sầu ạ, chị ạ. Gọi làm là tư nhân chị ạ. Rồi, em chia sẻ điểm mạnh và đường của em của chị. Dạ, được yếu thì chị em nhát gan lắm. Dạ, còn về tình yêu thì em trước có một tình đầu rồi nhưng mà không thành công chị ạ. Nên bây giờ dựa vào chương trình đêm nay, nhờ chương trình giúp em cái. Giúp thì bản thân em nói chị, có chương trình gì bạn gái chọn em. Bạn gái thì bình thường thôi, thì mình kiếm bạn gái để biết quan tâm, biết đến vợ chồng, con cái thôi. Không đi tuổi không đi ở nhăng nhăng là được. Tôi có tư vấn gì không chị? Em tự nói bản thân lý do tại sao thì không được. Dạ. Thì em nó biết nói gì hơn được. Rồi, lên đọc cái. Em nghe nó tắt không gọi nha. Sáng số ơi, dạ alo em nghe ạ. Alo em nghe ạ. Dạ anh ơi, nó tắt đi gì? Dạ tắt đi nghe ạ.